kính mời huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, ông Nguyễn Thành Công trở về phòng họp báo sau trận. Xin mời cầu thủ số 19 Nguyễn Quang Hải của câu lạc bộ Công an Hà Nội trở về khu vực trả lời phỏng vấn của truyền hình Bản Quyền. Tất cả các bạn tập hộ cầu như thế này nhá. Trên chân của ai có tác thì mọi người cũng cầm hộ như thế này ấy. Tất cả các đồng chí, các bạn, cổ động viên Công an rồi, cầm một đôi cờ như thế này nhá. Ai có tác thì dưới chân thì cố gắng gạt từ chúng thu dọn như thế này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.